không có ai, cũng không có ai. Các bạn, xúc xích thơm hạt của nhà giàu đó các bạn, thơm thế. Hả, xúc xích của bạn đâu có kia, chả xúc xích đây, đâu có kia. Xúc xích thượng hạng, mấy đứa con nhà quê không đủ đẳng cấp để ăn đâu. Ê, tên cướp kia, chạy xúc xích đây, tên cướp kia. Xúc xích thượng hạng nè. Thơm, xúc xích ngon như này, mấy đứa con nhà quê làm gì đủ đẳng cấp để ăn đâu các bạn. Hả, xúc xích thượng hạng, tên cướp kia, chạy xúc xích đây. Xúc xích thượng ha ha. Bực thế. Các bạn ơi, mới mua cái xích chưa kịp ăn nữa, mất rồi các bạn. Giờ còn mỗi cái nịt, còn đúng mỗi cái nịt. Không có ai, không có ai. Các bạn ơi, cá viên chiên siêu ngon các bạn. Cái này con nhà nghèo không đủ đẳng cấp để ăn đâu. Thơm quá. Ơ, tên cướp kia, trả cái viên chiên đây. Tên cướp kia, bật thế. Oh no. Bực quá các bạn. Lần thứ nhất bị cướp, lần thứ hai cũng bị cướp. Chắc chắn lần thứ ba tên cướp cũng sẽ quay lại. Các bạn ơi, xúc xích thượng hạng này các bạn. Còn đây à, ớt siêu cay. Trời ơi, cay lắm các bạn. Cá viên chiên siêu ngon. Ngon. Wow. Wow, xúc xích thượng hạng. Oh hell no. Cay. Cay quá. Trời, tôi cứ mà quay lại biết tay mình các bạn. Ê, tên cướp kia, trả xúc xích đây. Các bạn ơi, có hiệu quả rồi. Oh hell no. Xúc xích. Không có ai, cũng không có ai. Các bạn ơi, xúc xích thượng hạng của nhà giàu đó các bạn. Thơm thế. Hả, xúc xích của mình đâu có kia, trả xúc xích đây, đâu có kia. Xúc xích thượng hạng các bạn ạ. Ngon. Cay 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 cay